tiếp chưa đi chào chi. Và bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng dành cho anh Đôn Nguyễn trong câu này. Vẫn còn rất là năng lượng hả? Dạ, bây giờ mình sẽ có hai cái con gà ở hai bên. Đó, nhiệm vụ của mỗi cặp chơi. Đó, chúng ta sẽ để cái con gà dưới vùng cánh tay. Chúng ta sẽ để con gà này vào cái khu vực kẹt cửa. Và sau đó sẽ có một nét nhạc sôi động vang lên. Khi mà chúng ta nghe cái nét nhạc đó, chúng ta sẽ buông con gà xuống và chúng ta sẽ nhảy theo nhạc. Ủa? Khi mà hết nhạc, chúng ta sẽ kẹp tiếp và chúng ta sẽ bắt đầu kéo co. Và ai kéo được đối thủ qua cái mức này sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đối thủ nha. Ưu tiên cho anh Don luôn. Anh Don sẽ thi đấu với ai? Anh muốn đấu với ai? Anh Don sẽ chọn người có trọng lượng nhẹ nhất ở đây. Thế nào? Anh muốn thi đầu tiên hay cuối cùng? Anh muốn thi ở giữa. Rồi, ok, vậy mình tiếp một cặp nào đó thi trước. Sao lại đi trước? Anh muốn thi đấu với em à? Tự nhiên đẩy em ra vậy? Thì sao? Thì em tiếp chiêu thôi. Bác đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, bây giờ trận đấu đầu tiên xin được phép bắt đầu. Cố lên. Kéo đi. Mình kéo ơi. Đi. Yên tâm. Tôi sẽ bắt xuống. Con gà tinh này dễ cho mình. Mình cố lên, mình nhảy, ơi. Nhảy. Hay quá mình ơi. Thôi rồi. Anh ơi. Rồi, như vậy với lượt đấu đầu tiên của Võ Tấn Phát và Lê Hoàng Phi thì Hoàng Phi đã thua rồi ạ. Trời ơi, chúc mừng Tấn Phát. Yeah. Và chúng ta sẽ tới với lượt đấu tiếp theo của Đôn Nguyễn và Nguyên Thảo. Từ từ đang ăn gian, từ từ mình con gái đang ăn gian. Và phần thi của Nguyên Thảo và Đôn Nguyễn bắt đầu. Cố lên. Anh. Lùa lùa quá xíu. Thôi Thảo, thua đừng rồi, cố gắng nữa, thua rồi. Không những gà mà người cũng đi theo nữa. Rồi, đừng nói tới mình đó. Trận đấu cuối cùng, Hữu Đăng và Nam Thư chính thức được bắt đầu. Ủa. Chơi chưa? Đặng ơi, Đặng chơi nhiệt tình đi Đặng. Anh thấy thèm bồ con gà không? Mà con gà nó nhảy lẹo. Đúng là thư sinh, trói gà không chặt. Em muốn cơ hội lần tiếp theo không? Ủa, chị cho em cơ hội đó luôn hả? Trời ơi, cho em lấy thôi. Trời. Được rồi. Nếu vậy thì xin mời hãy thủ để gà xuống ạ. Âm nhạc mời. Chị ơi. Chị sai rồi, đáng lẽ từ đầu chị không nên cho cơ hội. Chị không nghĩ Đăng quyết liệt tới vậy. Nhưng mà nếu về tính về phương diện hay con gà thì người chiến thắng ở đây là chị Nam Thư. Sao vậy? Chị Nam Thư là người khỏe hơn. Nhìn con gà của Đăng đi.
nó mập mạp tròn chỉnh. Con gà của chị Thư nó bị teo tóp ốm yếu như thế này, có nghĩa là cái lực kẹp nó phải hết sức mạnh à. Nhưng tỷ số thì rất rõ ràng, phần thắng nó nghiêng về Hú Đàn. Và rất cảm ơn anh Đoan Nguyễn đã đến với Tiếp Gì Đi Chờ Chi lần thứ hai. Cảm xúc của anh như thế nào? Vỡ hoa. Vỡ hoa. Cảm xúc của tất cả những người làm chương trình Tiếp Gì Đi Chờ Chi mong muốn ở tất cả quý vị khán giả. Chúng ta có hẹn một lúc 20:20 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn.